mọi người, em tên là Alfonso Phạm Tuấn Anh, đã tham gia nhóm hội những người thích đọc sách công giáo cũng được gần một năm. Hôm nay đến với cuộc thi này, trước hết là giao lưu, thứ hai mang đến tác phẩm mà em rất ưng ý và muốn qua cuộc thi này giới thiệu rộng rãi đến mọi người. Cuốn sách Kinh Thánh mà em muốn giới thiệu mọi người là bản tiếng Anh tên đầy đủ là The Holy Bible King James Version. Với chủ đề này, chính Chúa đã sai tôi đi, em tin chắc rằng quyển sách thật sự cần thiết cho hành trình sai đi sống chứng tá giữa đời thường ngày của mỗi người Kitô hữu. Đầu tiên thì mọi người cũng thấy bên ngoài cuốn sách là có một cái lớp bìa bảo vệ. Tiếp theo là những ô thông tin để mình điền tên của mình cũng như những người thân thuộc, những người quan trọng vào cuốn sách. Ở đây khi ta nhìn thấy là lớp tiếp theo của cuốn sách ha. Ở đây là một phần mục lục trong các cuốn kinh thánh. Ở đây là phần mục lục và những tấm hình là điều điểm nhấn trong cuốn kinh thánh này. Đây là tác giả, người vẽ những tấm hình xuyên suốt trong cả cuốn cũ và tân ước. Đây là cảnh mở đầu của phần sách cũ ước, cảnh ông Moses giúp dân vượt qua biển đỏ, một cảnh tượng rất là đẹp. Tiếp theo là cảnh hình mặt trời đầu tiên, một ngày đầu tiên, một buổi sớm mai trong ngày sáng thế ký đầu tiên của Chúa. Tiếp theo là cảnh tạo ra bệ và người cộng tác của ông Adam, cũng là mẹ chúng sinh, một người phụ nữ rất là quan trọng trong phần sách sáng thế ký. Người phụ nữ có vai trò rất nhiều trong giáo hội, cũng như là tiếp theo là cảnh xuất hành. Hai ông bà khi sau khi mất tổ nguyên tổ, tổ hồng phúc thì đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Đây là cảnh em muốn nói đến sau cùng trong quyển sách sáng thế ký, là cảnh ông Gia-cốp đi với ông Giu-se qua vùng đất Ai Cập sinh sống. Và tiếp theo chúng ta sẽ bước qua phần sách tương ước. Với phần sách tương ước này thì em cũng sẽ lược vài cảnh để hình dung. Đây là cảnh Chúa Giê-xu quỳ ngã, phần mở đầu của sách tương ước. Một cảnh rất là đau thương, khá là buồn, tuy nhiên sẽ mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Tiếp theo em sẽ đi vào sách của Thánh Sử Matthew trước. Đây là cảnh ba vua tìm kiếm Chúa bằng ngôi sao dẫn đường trong đêm tối. Đây là cảnh gia đình thánh trốn sang Ai Cập và cảnh những đứa bé bị sát hại bởi lệnh vua Herode khi lùng bắt Chúa Giê-xu để thực hiện ý đồ vương quyền của mình. Đây là cảnh Chúa Giê-xu chịu phép rửa thánh tẩy từ Thánh Gioan tẩy giả để mở đầu cho công cuộc rao giảng tin mừng của mình, cũng như là công khai với mọi người về sứ vụ của mình. Tiếp theo, mình sẽ qua Thánh Sử Marco. Đây là cảnh các môn đệ hoang mang lo lắng khi ở trên thuyền cùng Giê-xu gặp trời mưa bão giông gió. Cảnh này rất là ý nghĩa. Tiếp theo là cảnh bà quá nghèo chỉ có một đồng xu, Chúa Giê-xu lấy hình ảnh này để làm cho bài học cho các môn đệ khi thực hiện việc bác ái bằng vật chất. Đừng nên suy nghĩ và tính toán quá nhiều, hãy dâng hết mình cho Chúa. Chúa sẽ có sự lo liệu khác dành cho mình. Tiếp theo, mình sẽ thấy là cảnh Chúa Giê-xu sinh ra trong máng cỏ cùng với các mục đồng. Mình sẽ bước qua Thánh Sử Luca cùng với thân mẫu của Chúa. Đây là hai hình ảnh nói về người Samari nhân hậu. Chỉ riêng hai hình ảnh này được áp dụng cho người Samari nhân hậu là điều đặc biệt, nên tích chuyện này có rất nhiều điều hay mà chúng ta sẽ cần phải lưu tâm. Và tiếp theo là cảnh Chúa về trời, kết thúc quyển tin mừng của Thánh Sử Luca, nói về sự vinh quang, sự phục sinh sau này của mọi người. Tiếp theo là mở đầu sách Công vụ Tông đồ, cảnh Chúa Thánh Thần hiện xuống, sự khai sinh của giáo hội từ đây mà ra. Giáo hội hoàng vũ được phát triển rộng rãi cho đến bây giờ là nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Và sau cùng là cảnh Thánh Gioan được Thiên Thần đưa lên đỉnh núi cao, nhìn thấy thành thánh ở một thế giới mới và kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Sách có thể được tìm mua trên Amazon nha.